thời Sở Sở, cô dám bỏ thuốc tôi để chạy lên giường tôi, đúng là không từ thủ đoạn. Không, Vân Đình, không phải em. Em không bỏ thuốc anh. Cô bảo không phải cô. Dám gài tôi thì phải trả cái giá tương ứng. Anh đừng như vậy, không do cô quyết. Cút đi, đừng ở đây làm tôi phát tởm. Thời Sở Sở cô có thai rồi. Thời Sở Sở giỏi lên rồi nhỉ, muốn lấy đứa con để giữ vững vị trí cố phu nhân. Không phải đâu Vân Đình, em không nghĩ vậy, anh phải tin em. Thời Sở Sở, cô làm tôi thấy ghê tởm. Dẹp cái vẻ mặt đáng thương đó đi, cút ra ngoài, đừng ở đây đóng kịch với tôi. Cô Thời mời về cho. Đây là chuyện của tôi và Vân Đình, cô đừng cản tôi. Cô Thời, tôi khuyên cô biết điều một chút. Vân Đình không hề muốn gặp cô. Cô không thể dựa vào đứa bé này để được mẹ sang nhờ con đâu. Hơn nữa, đứa bé này thật sự là của anh Vân Đình sao? Cô nói câu này nghĩa là sao? Nghĩ trên mặt chữ. Tôi nghe nói hồi ở nhà họ Thời thì cuộc sống của cô rất hỗn loạn, có quan hệ với rất nhiều đàn ông. Thế nên cô nói bậy bạ. Thời Sở Sở, hôm nay cô có đánh chết tôi cũng phải nói. Tôi không thể chịu được cảnh cô lấy đứa con tạp chủng ra lừa gạt anh Vân Đình. Cô ngậm máu phun người. Thời Sở Sở, cô tưởng mình để đại một đứa là lừa được tôi sao? Anh đừng nghe cô ta nói bậy. Đứa bé trong bụng em là của anh. Thời Sở Sở, bất kể cô giở trò gì, tôi cũng không nhận đứa bé này đâu. Phải phá đi. Cục cưng, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt, tuyệt đối không để ai làm hại con. Mẹ sẽ đưa con đi sắp xếp bệnh viện cho Thời Sở Sở làm phẫu thuật thế nào rồi? Phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà phu nhân chạy mất rồi. Sao cơ? Người phụ nữ đáng chết. Tìm cho tôi, dù có lục tung năm thành lên cũng phải tìm được cho tôi. Dân, các người làm gì thế? Các người là ai? Ngô Vi, là cô. Cô Thời, lâu rồi không gặp. Xem cô kìa, bụng to thế kia còn chạy lung tung. Nhỡ làm đứa bé bị thương thì làm sao? Nhìn bụng cô, chắc sắp sinh rồi nhỉ? Cô muốn làm gì? Đây là con của Vân Đình, cô không được làm hại nó. Làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì? Nếu không vì bà già sống dai đó cứ đòi đứa bé trong bụng cô, thì cô tưởng cô sống được tới ngày hôm nay sao? Đau quá, đau quá. Ngô Vi, tôi sắp sinh rồi, xin cô cứu con tôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu con cô. Giúp cô ta sinh con. Nghe đây, chỉ cần đứa bé, còn người lớn, anh Vân Đình nói, tốt nhất là khiến cô ta khó sinh mà chết, kẻo làm bẩn tay anh ấy. Cô muốn đưa con tôi đi đâu? Gì mà con cô, sắp không phải nữa rồi. Ý cô là sao? Đưa đứa bé đi, trả con cho tôi. Cô mà cũng xứng có con với anh Vân Đình à? Nhìn bộ dạng cô bây giờ đi, không bằng cả con chó. Tôi chỉ nghiền nát cô cũng như nghiền nát con kiến thôi. Tôi chỉ làm việc theo lệnh. Anh Vân Đình vốn không hề nhận đứa con quan trong bụng cô. Im miệng, đứa con trong bụng tôi không phải con quan.
À đúng rồi, không phải con quen. Vì đứa bé này sắp thành con tôi và anh Dân Đình. Còn cô, xuống đó kêu quan với Diêm Dương đi. Dân Đình sẽ không để cô làm hại con tôi đâu. Anh ấy sẽ không. Không thể nào. Vậy cô nghĩ mấy người này là người của ai? Anh Dân Đình đã nói là bỏ mẹ giữ con. Thời Sở Sở à, thời Sở Sở, hôm nay là ngày cô bỏ mạng đó. Người đâu cho một mồi lửa đốt chỗ này đi. Đừng để lại sơ hở nào. Dân. Đau quá. Chẳng lẽ bụng mình còn đứa nữa? Cục cưng yên tâm, mẹ sẽ đưa con ra ngoài. Sao chỉ có đứa bé? Còn thời Sở Sở đâu? Không biết. Lúc em tới thì chỉ thấy đứa bé. Thời Sở Sở không có đó nữa. Đứa bé trần như nhộng nằm trên giường, không có cả tấm vải quấn người. Em mà không tới kịp thì đứa bé đã chết cống rồi. Chắc do cô ta nghĩ đứa bé là gánh nặng nên dám dứt con tôi. Thời Sở Sở đồ tiện nhân. Cố tổng đã tìm được phu nhân. Chỉ là phu nhân nói ngoài ngoài ô có một nhà kho bỏ hoang bị cháy. Phu nhân cũng ở đó. Phu nhân vì hít phải quá nhiều khói, cấp cứu vô hiệu nên tuyên bố tử vong rồi. Sao cơ? Sao thời Sở Sở lại ở nhà kho bỏ hoang? Chẳng lẽ bỏ trốn với trai tạm dừng chân ở đó? Vậy thì cô ta tự làm tự chịu, chết vậy cho sạch sẽ. Kể từ giờ không ai được nhắc chuyện thời Sở Sở với tôi nữa. Con của tôi không có người mẹ ghê tởm hèn hạ như vậy. Thời Sở Sở, cô yên tâm đi đi. Muốn trách thì phải trách cô cản đường tôi. Cô tưởng mình để đại một đứa là lừa được tôi sao? Anh Dân Đình đã nói là bỏ mẹ giữ con. Hôm nay là ngày cô bỏ mạng. Vừa về Giang Thành là mơ thấy ác mộng. Quả nhiên nơi có Cố Dân Đình là xung khắc với mình. To, hôm nay có hẹn với người của Cố Thị, mình phải thu xếp cho bảo bối đã. Mami, bảo bối muốn có Daddy. Bảo bối đi tìm Daddy đây. Bé con không sao chứ? Chú đẹp trai quá. Chú có thể làm daddy của bảo bối không? Đứa bé này sao lại có cảm giác thân quen kỳ lạ nhỉ? Bé con, cháu tên gì? Sao lại chạy ra ngoài một mình? Bố mẹ cháu đâu? Cháu tên Bảo Bối, năm nay 5 tuổi. Bảo Bối không có daddy. Chú ơi, chú có thể làm daddy của bảo bối không? Bé con, daddy không thể nhận bừa đâu. Hai chú gọi điện cho mẹ cháu nhé. Dạ. Liên lạc với mẹ nó đi. Gọi mẹ nó tới đón về. Đứa bé nhỏ như vậy không sợ bị lạc mất à? Dân. Alo. Đứa bé ở chỗ anh sao? Được, tôi qua ngay. Liên lạc được người nhà nó chưa? Liên lạc được rồi. Mẹ đứa bé sẽ tới ngay.
Con bé này sao vô lễ thế hả? Ôi, mami, con của tôi có lễ phép hay không? Còn cô lo chắc. Cô sao? Tôi chưa chết. Sợ rồi à? Con đàn bà đê tiện, cô đúng là lớn mạng. Trận lửa to năm đó sao chưa thiêu chết cô vậy? Khó lắm mới sống sót, thì nên cụp đuôi lại, trốn trong góc tối mà lay lắc sống qua ngày đi. Lại còn dám quay về, bộ thấy mình sống lâu quá à? Ngô Vi, cô làm bao nhiêu chuyện xấu xa, không thấy cắn đứt lương tâm sao? Bớt hù tôi đi. Cô yên tâm, tương lai còn dài, chúng ta tính hết nợ cũ nợ mới luôn. Không được, không thì để anh Dương Đình biết chuyện năm đó, không thì tất cả kế hoạch bao nhiêu năm của mình đều sẽ tan tành. Đứa bé được đón về chưa? Rồi. Dân Đình, em thấy đứa bé đó là nhớ tới Duệ Duệ. Nếu như Sở Sở mà còn sống, liệu có phải bệnh của Duệ Duệ sẽ khỏi không? Đừng nhắc ả tiện nhân đó nữa. Cô ta không xứng làm mẹ của Duệ Duệ. Nếu không vì cô ta, Duệ Duệ đã không bị thế. Nhưng mà Dân Đình, đủ rồi. Đã bảo đừng nhắc ba chữ thời Sở Sở trước mặt anh mà. Ngô Vi, em vượt giới hạn rồi đó. Xin lỗi Dân Đình, em chỉ quá lo cho Duệ Duệ. Anh còn có cuộc họp, anh qua đó trước. Xem ra là do mình nghĩ nhiều. Một kẻ đã chết lại xuất hiện, chỉ khiến người ta ghét bỏ thôi. Thời Sở Sở, tôi giết cô được một lần thì sẽ giết cô được lần thứ hai. Alo, làm cho tôi việc này. Nhận diện rõ người này, mau giải quyết cho tôi. Tiền cọc gửi qua thẻ cho anh rồi, xong việc thì sẽ gửi anh phần còn lại. Tôi không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, tôi muốn cô ta không được chết yên. Chủ yếu là chỗ này và chỗ này, cần anh trao đổi cụ thể. Cố tổng, tôi giới thiệu cho anh, đây là nhà thiết kế của dự án DC, cô Thời Sở Sở. Thời Sở Sở? Cô Thời, cô còn sống sao? Tốt quá. Chỉ là cô Thời à? Suốt bao năm qua rốt cuộc cô đã đi đâu? Cô còn sống thì sao không sớm về tìm anh Dân Đình? Cô biết bao năm qua anh Dân Đình phải chịu bao nhiêu vất vả không? Nếu cô quay về sớm, về về đã không? Tại sao tôi không về, cô Ngô không biết sao? Cô Thời, tôi chỉ nghĩ bao nhiêu năm qua anh Dân Đình đã chịu khổ quá nhiều, nên bất bình cho anh ấy. Tôi không biết rốt cuộc đã nói gì làm cô khó chịu, đến nỗi cô phải dùng tay đánh tôi. Thời Sở Sở, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi, còn dám động vào người của tôi trước mặt tôi. Anh Dân Đình, em không sao. Có thể cô Thời có nỗi khổ bất đắc dĩ, em không cần bên cô ta. Lỗi cô ta phạm phải thì phải tự mình bù đắp. Thời Sở Sở, tốt nhất cô hãy cho tôi lời giải thích. Giải thích? Năm đó là anh ngoại tình, xem tôi như dẻ rách. Sao? Tổng giám đốc Cố mất trí nhớ hay là thấy tôi chưa chết nên thất vọng? Thời Sở Sở, Cố Dân Đình, anh làm gì? Anh buông tay. Thời Sở Sở, cô được đó, năm đó đã giả chết để thoát thân thì sao bây giờ lại về? Nói, rốt cuộc cô có mục đích gì? Giờ anh định tự tay giết tôi hay gì? Tôi khuyên cô tốt nhất hãy yên phận, đừng hòng trốn. Bằng không, bằng không thế nào? Định giết tôi à? Miệng mồm lươn lẹo, để nào về tôi tính sổ với cô sao? Alo. Thời Sở Sở, cô hãm thật đó, nhanh thế đã cặp với người khác, còn có con lớn như vậy. Nực cười, cũng còn hơn có những người biết rõ người ta có gia đình
mà cũng ráng làm bé ba. Thời Sở Sở, để tôi xem cô danh giáo được đến bao giờ. Không được, Thời Sở Sở là quả bom hẹn giờ. Có cô ta, sớm muộn gì anh Dân Đình cũng biết chân tướng vụ quả quạng năm đó. Chuyện mình mạo danh cô ta của anh Dân Đình rồi cũng sẽ lộ ra thôi. Thời Sở Sở phải chết. Đồ ăn hại, Thời Sở Sở đã lượn lờ trước mặt tôi rồi. Rốt cuộc khi nào các người ra tay đây? Nếu Cố Dân Đình biết tới sự tồn tại của bảo bối thì liệu có bắt nó đi không? Không được, bảo bối là mạng của mình, đừng hòng ai cướp đi. Những năm qua cô ta sống sướng nhỉ? Cô ta có nghĩ tới Duệ Duệ không? Giờ Duệ Duệ thành ra thế này đều bởi do cô ta. Tổng giám đốc, phu nhân biến mất rồi. Thời Sở Sở, cô vẫn muốn soạn lại bổn cũ, lần này đừng hòng chạy. Tìm cho tôi, dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm được người cho tôi. Dân, tôi nhờ rất nhiều mối quan hệ mới kiếm được hai giấy tàu cho chị. Sở Sở, rốt cuộc chị đắc tội gì với Cố Dân Đình vậy? Anh ta là bố ruột của Thời Bảo Bối. Cái gì? Anh ta là người bố tội của Bảo Bối đấy à? Năm xưa anh ta hại chị thảm thế, giờ lại bao vây chặn đường chị. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Tôi sẽ giải thích sao. Người của Cố Dân Đình đang tới đây rồi, không đi nữa là không kịp mất. Để anh ta phát hiện Bảo Bối, Bảo Bối sẽ bị anh ta bắt đi. Sở Sở, chị đưa Bảo Bối đi. Có chuyện gì tôi đỡ cho chị. Hôm nay đừng ai hòng đi hết. Các người là ai? Muốn làm gì đây? Đừng phí lời với cô ta nữa. Nào bắt cô ta rồi bàn giao cho nhanh. Đuổi theo, đừng để họ chạy. Đuổi theo cho tôi. Tiểu Nghiêm, cô mau đưa Bảo Bối đi đi. Người họ muốn bắt là tôi. Tôi dụ dỗ họ đi chỗ khác. Mami, con không muốn ở với dì Út. Con muốn ở với mẹ. Bảo Bối, con theo dì Út. Mẹ dụ họ đi. Chờ dụ được rồi chúng ta gặp lại, được không? Mami phải tới tìm Bảo Bối nhé, nhất định nhé. Mami hứa với con, chúng ta móc méo, móc méo. Bảo Bối giao cho cô, mọi việc cẩn thận. Chị phải quay về bình an. Mami, ở đó, mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy. Rốt cuộc ai sai các người tới? Cố Dân Đình sao? Vậy thì là Ngô Vi. Đừng nói thừa nữa. Có người bỏ tiền mua mạng cô, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh. Quan có đầu nợ có chủ. Cô xuống đó thì đừng trách chúng tôi. Thời Sở Sở, Thời Sở Sở, Cố Dân Đình lạnh cứu tôi sao? Thời Sở Sở, có phải tôi đã nói với cô đừng ảo tưởng bỏ trốn không? Tôi muốn đi đâu là tự do của tôi. Được, cô đã không chết, vậy thì chuộc tội đi. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Để cho cô xem chuyện tốt năm đó cô làm. Xin lỗi, đã đi bận mất 2 ngày mới có thời gian tới thăm con. Cố Dân Đình và Ngô Vi lại có con trai lớn thế này. Daddy có thể ăn cơm với con không? Được. Đó là ai? Một người bạn của Daddy. Con đi học trước đi, tan học Daddy qua đón con. Xem xong chưa? Ý anh là sao? Nếu năm xưa cô không bỏ trốn với thằng kia, dứt bỏ nó, thì nó cũng đã không thành ra thế này. Đó là tội lỗi cô phạm phải. Tôi bỏ trốn với đàn ông hồi nào? Còn nữa, đó không phải con của anh nhà Ngô Vi sao?
Chẳng lẽ đứa bé năm đó chưa chết? Sở sở, nghe anh nói Cố Dân Đình đang tìm em khắp nơi. Em phải dọn hành lý đi với anh ngay. Chúng ta ra nước ngoài, đến nơi không ai quen mình rồi nuôi lớn đứa bé. Nhưng mà anh Phong, Ngô Vi còn bế một đứa con của em đi. Đứa bé đó chết rồi. Sao cơ? Đứa bé đó sinh non, giữa đường đã chết yểu. Con của em. Con. Được thôi, cô đã không nhận nó, vậy thì kiếp này cô đừng gặp nó nữa. Ý anh bảo, nó là con tôi. Tôi khuyên cô đừng vội vàng nhận lại Duệ Duệ. Nếu cô làm bệnh tình nó nặng thêm, tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu. Con à, trước đây mẹ không biết đến sự tồn tại của con, giờ đã biết rồi, mẹ chắc chắn sẽ bù đắp cho con. Cái văn kiện này, tôi cho cô một tháng gặp Duệ Duệ một lần. Một lần? Anh mơ đi. Vậy thì cô đừng hòng gặp Duệ Duệ nữa. Mỗi tuần hai lần, số điều thứ ba và thứ bảy trong hợp đồng. Một tháng hai lần, giết người là phạm pháp, không đáng. Một tháng bốn lần, không thì tôi tự nghĩ cách. Anh không thể giấu nó mãi được. Nếu cô có thể nâng tầm cao mới cho lượng tiêu thụ của nhãn hàng, tôi có thể cân nhắc không ngăn cô gặp Duệ Duệ. Tôi muốn gặp Duệ Duệ vào cuối tuần này. Được thôi, trước khi Duệ Duệ công nhận cô không được nói với nó thân phận của cô. Chốt. Sao cơ? Thất bại rồi. Bọn ăn hại. Thời Sở Sở, tôi không tin cô may mắn như vậy. Chúng ta cứ chờ mà xem. Nào nào, mọi người vất vả rồi, uống trà sữa đi. Cảm ơn cô Ngô. Không có gì, mọi người vất vả rồi. Không cần, cảm ơn. Sao cô lại ở đây? Cố Dân Đình nghĩ đủ cách mời tôi vào Cố thị. Phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt, ai lại chê tiền chứ? Không thể nào. Cô có thể tự dối mình, nhưng giờ quả thật tôi đã ngồi đây. Nào mọi người, uống trà sữa tiếp đi. Nè, cái cô mới tới nói chuyện với cô Ngô kiểu gì thế? Không biết cô Ngô là phu nhân tổng giám đốc tương lai à? Cái cô mới tới kia, làm sao mấy cái này cho tôi? Lát nữa để lên bàn tôi. Những việc này không phải công việc của tôi. Bảo cô làm trợ thủ cho tôi thì đã làm sao? Cô thấy thiệt lắm à? Tôi cũng không biết cô làm sao vào được Cố thị. Cố thị không tuyển người vô dụng. Có tin tôi làm cô quýt khỏi Cố thị không? Cô bảo ai quýt khỏi Cố thị? Cô bảo ai quýt khỏi Cố thị? Nhà thiết kế Anna ai đấy nhỉ? Cố thị từ khi nào lại thành nhà của cô vậy? Tôi chỉ nhờ quái giúp một việc thôi. Bà quái chối đây đẩy. Chính anh nói Cố thị không nuôi người vô dụng. Thế nên cô đang dạy tôi làm việc ư? Tại sao cô không làm? Tôi tới đây là để nâng cao lượng tiêu thụ của nhãn hàng, chứ không phải học văn hóa nơi công sở. Đã vậy, chỉ bằng hai người thi xem. Buổi họp báo sản phẩm mới tháng sau, tôi muốn thấy bản lĩnh thật của hai người. Cố thị tôi không nuôi người vô dụng, chỉ thi thôi thì vô vị lắm. Chỉ bằng ai thua thì cút khỏi Cố thị. Có ý kiến không? Không. Mong nhà thiết kế Anna nói được làm được. Đừng đến lúc đó lại ở lì trong Cố thị không đi. Đừng có dở dở mồm. Cô tưởng có Cố tổng chống lưng cho là muốn làm gì thì làm sao? Cô thua chắc rồi. Tôi chống mắt lên xem. Chuyện gì thế này? Ai làm đó hả? Ôi, đây là thiết kế của cô mà.
Thành thật xin lỗi, tôi lỡ đổ cà phê lên. Xin lỗi, tôi cũng trượt tay. Cô, tôi làm sao? Cô chờ đó cho tôi. Còn một tiếng nữa là thi rồi, phải làm sao đây? Tôi có cách. Hội trường thi chuẩn bị xong rồi, mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ là gì? Tác phẩm của cô Thời hình như bị người ta phá. Hay chúng ta giúp cô Thời nhé? Không cần. Nếu tới việc nhỏ như vậy cô ta cũng làm không xong, thì cô ta cũng không hợp ở lại Cố thị. Vâng. Nó đã như vậy rồi, còn làm ra được thiết kế đẹp sao? Thời Sở Sở, chỉ cần cô không xuất hiện, thắng lợi sẽ là của tôi. Có trách thì phải trách số cô xui. Vẫn may còn kịp. Có ai không? Tôi bị nhốt bên trong rồi. Có ai không giúp tôi với? Tổng thể bộ đồ này của tôi vô cùng phóng khoáng, tôn lên hình thể, mong là mọi người sẽ thích. Cảm ơn. Thiết kế của nhà thiết kế Anna quả nhiên là khác biệt. Vậy tiếp sau đây chúng tôi xin mời nhà thiết kế Thời Sở Sở. Nhà thiết kế Thời Sở Sở, rốt cuộc ấy đang làm gì vậy? Có phải sợ rồi không? Tôi cũng thấy, chắc chắn là không dám tới. Nhà thiết kế Thời Sở Sở. Sếp, đến giờ rồi. Tuyên bố đi. Anna, chúc mừng nhé. Mà đi nhận giải đi. Đã hết giờ rồi. Rất tiếc nhà thiết kế Thời Sở Sở không lên sân khấu. Không lên sân khấu. Vậy thì tiếp sau đây tôi tuyên bố buổi họp báo lần này. Đợi đã. Nhà thiết kế Thời Sở Sở đã đến rồi. Thì tiếp sau đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của cô ấy. Bộ đồ này, tác phẩm mà tôi thích nhất, tranh chữ thủy mặc. Sở Sở nói khá hay, mong là mọi người thích. Cảm ơn mọi người. Sau khi nhất trí, trọng tài quyết định hạng nhất của buổi họp báo lần này là Thời Sở Sở. Chúc mừng nhà thiết kế Thời Sở Sở. Mình thua rồi. Nhà thiết kế Anna, dù các thuật của chúng ta còn nhớ không? Cô không có tư cách đuổi tôi đi. Sao? Không dám nhận thua à? Cô Thời, cô đừng hiếp người quá đáng. Tôi nói rồi, đừng chọc vào tôi. Cố tổng, tôi làm ở Cố thị lâu như vậy, không có công lao cũng có công cán chứ. Anh không thể đuổi tôi. Đúng vậy đó, Dân Đình. Anna, Thời Sở Sở, giờ cô là tổng thiết kế của tập đoàn Cố thị. Về phần Anna, là chuyện ở phòng thiết kế của cô, tất nhiên do cô quyết định. Cô Thời, trước đây là tôi có mắt không trồng, cô rộng lượng bao dung, tha cho tôi đi. Xin lỗi, con người tôi rất nhỏ mọn. Nhà thiết kế Anna lo mà dọn đồ nhanh đi, không thì đôi bên sẽ gượng gạo lắm. Theo tôi. Tôi bị nhốt bên trong rồi. Có ai không giúp với? Cố Dân Đình, anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống. Dầu đỏ. Tự ngã được thế này cũng giỏi thật. Cố Dân Đình, anh đang diễn dở nào đây? Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ tôi hà khắc với nhân viên.